Nóng quá anh em ạ. Mà nóng thế này phải đi dán phim cách nhiệt thôi anh em ơi. Sáng giờ cũng ngót nghét 4 năm xe rồi. Xe này xe Hyundai i10. Bên mình đang tiến hành dán phim lại. Bóc phim cũ đi dán lại phim mới. Phim cũ đây. Chất lượng rất là kém đi, rất là nóng. Thì bên mình đang tiến hành dán lại cả xe phim cách nhiệt Neco Hàn Quốc. Đây, quay mấy xe này. Đây là xe đã dán xong rồi nhé. Phim này thì con này lên phim 3M. Đây một chiếc Toyota Vios cũng dán xong rồi, cũng lên phim 3M đây. Nói chung là anh em nào mà đã đi xe nhiều và đã trải nghiệm cái dòng phim 3M rồi thì em cứ tin dùng phim 3M anh em nhé. Bên này một chiếc Honda Brio. Xe này thì bên mình đang tiến hành lắp đặt màn hình Android. Cái đầu nguyên bản đây. Đầu nguyên bản của xe đây. Nói chung là nó nhỏ, với thứ hai nó chả sử dụng được tính năng gì. Nghe nhạc xem phim giải trí chả có gì cả, bản đồ cũng không. Nên là anh em đang sử dụng những cái dòng xe như này ấy, nên lắp đặt một bộ của màn hình Android, sử dụng cho nhiều tính năng và yên tâm hơn. Tiếp theo bên này một chiếc Honda, một chiếc Mazda CX-5. Xe này thì cũng là một số hạng mục. Xe này thì đang tiến hành dán cái nóc, dán nóc đen, dán chống xước một số chi tiết và dán PPF. Đó. Đấy. Có xe này thì xe mới tinh trong hãng ra. Ni lông vẫn còn biển chưa bấm luôn. Đã làm một số hạng mục như dán nóc này, dán PPF bảo vệ nội thất này, bậc lên xuống này. Đó. Thì anh em nào quanh khu vực Thái Nguyên cần tìm một địa chỉ độ xe uy tín, chất lượng, giá thành ok, em mời qua Akala Thái Nguyên với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên anh em nhá.